Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua và rất nhiều các cô các chú các bậc phụ huynh ở tất cả tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm con, tìm vợ, tìm chồng. Đây cái câu chuyện ở trong thời gian vừa qua thì chị gái này về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm một người con gái của mình. Dạ, cuối cùng đến giờ phút này thì cái câu chuyện là một cái kết cục là rất tốt đẹp. Câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào chị nhé, chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Em Lâm Thị Tính. Mình hiện nay nguyên quán ở đâu? Quê ở Kiên Giang. Rồi, trong thời gian vừa rồi ấy, những ngày vừa qua chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ có thể bình dương là đăng tin tìm con gái đúng không ạ? Dạ đúng. Chị có thể giới thiệu là con gái chị họ tên là gì? Con gái của em là Quỳnh Thị Như Ý. Năm nay bé nhiêu tuổi rồi? Bé 16. Còn học không? Đang học mà bây giờ tạm thời là nghỉ học rồi. Tạm thời nghỉ học ha. Dạ. Chị có thể cho cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết là trong thời gian vừa qua con chị đi đâu và làm gì và tại sao bỏ nhà đi? Buồn chuyện gia đình, bỏ nhà đi qua nhà bạn. Bỏ buồn chuyện gia đình. Dạ. Bé hiện nay đang tuổi đang học học hành mà có gì đâu phải buồn. Thì cha mẹ cũng thấy con học hơi kém, mình nghe cháu nói là năm nay chắc cháu cũng không lên lớp được. Cho nên này cũng ép muốn cháu học để mà cho có tương lai sau này. Nhưng mà cháu rồi không nghỉ họ nghỉ học. Cha mẹ khuyên là thôi muốn đi làm thì để học hết chính có cái bằng đi. Rồi muốn nghỉ học đi làm cha mẹ sẽ cho. Vậy là gia đình mình là dạy con là mục đích chính là cho con muốn trưởng thành hơn, là cho con học con đường học hành là tốt nhất ha. Dạ đúng. Nhưng mà bé cũng không muốn học. Dạ. Vậy gia đình mình có đánh con không? Thì lúc giận đó thì cha có tán được đâu, hai bàn tay gì đó rồi cháu buồn cháu bỏ đi luôn á. Ồ, hai bàn tay là con quyết định con bỏ nhà ra đi luôn. Dạ. Vậy trong thời gian vừa rồi là con chị đi mấy ngày và đi đâu? Đi được một tuần. Nghe cháu nói là ở bên hai người chị bạn. Cha với mẹ đòi là đi qua coi thử con giờ đi làm cũng không có được cái gì, chưa đủ tuổi để mà ở với hai chị đó có đi làm á, thì cha mẹ cho biết để đi qua nhờ hai chị mà cũng coi con có đi làm đưa giấy đưa tờ. Cháu thì cháu sợ cháu không mấy, rồi em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải tìm vậy cháu mới xin về nhà, rồi em mới đi qua em rước về. Còn trong thời gian vừa rồi là con chị học hành sa sút, gia đình mình cũng dạy bảo, nhưng mà có thể là người cha là chồng chị cũng hơi nóng nảy ha, có tát con hai cái đúng không? Chính vì lý do như vậy cho nên con quyết định là bỏ nhà đi và đến ở chung với các bạn. Dạ. Các chị nha. Em. Dạ. Dạ. Rồi xong rồi chị về đây là nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tin tìm con đúng không? Dạ. Từ khi mà đăng tin tìm mà đến khi con chị trở về là mấy ngày chị? Hình như là đăng bữa 2 ngày sau cháu về. Đăng 2 ngày sau về ha. Dạ. Hầu như tất cả các trường hợp, các cô chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh, tất cả các vùng, các miền, dù xa, dù gần thì về đây tìm người thân, người nhà của mình, tìm vợ, tìm chồng, tìm con, tìm thân nhân, đa số là tìm được. Còn một rất ít là một số trường hợp khác có thể biết thông tin nhưng không về, hoặc vì lý do là quen nhau, bồ bịch, yêu đương và quyết định không quay trở về. Thì rất lấy làm tiếc, nhưng mà đến giờ phút này đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương trong thời gian qua phải giúp rất nhiều các trường hợp, các cô, các chú. Hiện nay thì rất nhiều gia đình đã có một cuộc đoàn tụ phải nói là vô cùng viên mãn rồi. Thì đây cái câu chuyện này cũng thực tế là cũng như vậy. Hy vọng trong thời gian tới thì gia đình chị có một cái sức khỏe dồi dào, con ngoan hơn, không phải bỏ đi như này nữa. Đến giờ phút này chị về chị thông báo cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương là con quay trở về rồi, đúng không ạ? Dạ. Gia đình mình có mừng không? Dạ có. Con chị là con thứ mấy? Dạ. Đây là bé này là dạ, thứ mấy đấy? Thứ hai. Thứ hai nha. À, hiện nay thì đến giờ phút này là con chị nghỉ học bao nhiêu ngày rồi? Nghỉ đi nghỉ học được đi bỏ nhà đi gần tuần. Đi giờ này là tầm 10 ngày đó. 10 ngày nha. Xong rồi lấy mai mình có cho con đi học tiếp không? Dạ cha mẹ cũng động viên cho cháu đi học lại, nhưng mà giờ cháu quyết định là cháu không có học nữa. Giờ là cháu đòi đi làm. Đi làm thì bây giờ em thì cũng đang đi làm công nhân. Xin nghỉ việc luôn để về giúp tìm việc cho cháu đi làm. Rồi mẹ mới xin việc cho mẹ. Bây giờ mẹ đang có công việc rất ổn định. Dạ. Bây giờ vì một người con không nghe lời cha mẹ mà con đang có con đường học hành có thể là rất tốt, không học giỏi.
mình thì hiểu nè, học giỏi là nó do từ nhỏ mình chịu khó, không phải ai sinh ra mà đã giỏi ngay, nhưng mà vì lý do là mình mải chơi ở mải internet, mải nghịch, mải bấm điện thoại thì học giỏi cỡ nào cỡ thì dần dần cũng sa sút, và cuối cùng là cái kỳ thi là không có kết quả. Chính vì lý do là không có kết quả rồi bé em chán học, và khi chán học cũng quyết định là không muốn học nữa và tưởng chừng đi làm dễ kiếm tiền hơn. Hiện nay rất nhiều các bằng chứng, các anh em đồ diệt sĩ của Thành Dương đã ghi nhận và đã nhìn thấy, và thực tế rất nhiều các thanh thiếu niên đang con đường học hành đang rất tốt, nhưng có lẽ là mải chơi học không được, vì học không được thì quyết định bỏ nhà đi kiếm việc làm. Kiếm việc làm một thời gian thì thấy cái công việc của nó vô cùng cực khổ, một tiếng đồng hồ lao động rất khổ sai, rất cực khổ, theo sự điều khiển của người khác chỉ được từ 10 đến 15 ngàn đồng trên một giờ. Chính vì lý do như vậy á, mà làm việc một ngày chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, một ngày chỉ được mấy chục ngàn, không thấm vào đâu cả. Nếu các bé mà sống như thế này là chắc chắn không đủ tiền ăn phòng trọ, chứ đừng nói tiền ăn, vì nhiều bé thông minh và sự hiểu biết và biết được cái sự khổ kiếm đồng tiền, và nhiều bé tiếp tục quay trở về cùng với gia đình lên được con đường học hành. Đến giờ phút này rất nhiều các thiếu nữ hoặc các bé trai có con đường học hành rất tốt và báo lên nhân đội hiệp sĩ để dụ như vậy. Chính vì lý do như vậy cho ở đây trong cái câu chuyện này không phải là em dạy khôn ai hết hoặc dạy khôn con chị, nhưng đây là con chị. Nếu như bé muốn toại nguyện thì gia đình mình hãy đồng ý và chấp thuận cho bé toại nguyện. Một ngày nào đó nếu như bé mà trưởng thành hơn, là bé suy nghĩ lại thì bé không bao giờ hối hận với gia đình, nhưng rất đáng tiếc bây giờ chắc chắn là bậc phụ huynh làm cha làm mẹ thì vô cùng đau khổ trong nỗi đau này. Không ai thương con bằng cha bằng mẹ, đúng không ạ? Tất cả vì con bỏ đi cha mẹ mất ngủ, con rõ ràng đang vui chơi với bạn bè, đang múa nhảy chẳng hạn, đang đi chơi tung tăng, ăn uống và vui chơi trà sữa vân vân, nhưng mà cha mẹ ở nhà thậm chí cơm không ăn được vì nhớ con, thương con. Nhưng mà rất đáng tiếc là một số thanh thiếu niên hoặc một số thiếu nữ không nhận thức được là cha mẹ mình có thương mình hay không. Đánh như vậy hoặc chửi như vậy, la như vậy, nhưng không phải như vậy là để cho các bé hư, mà muốn một cái chữ dạy cho các bé trở thành lên người. Thời đại hiện nay, thời đại 4.0, mà nếu như không có bằng cấp, không học được, chắc chắn là con đường tận cùng của nỗi đau là chỉ có đi làm những cái công việc mà nó là vô cùng cực khổ. Nếu còn là những cái công việc mà người khác không làm được là mình phải làm. Đó là giải thích như vậy cho hiểu quá. Một là ví dụ như là lau toilet, thời đại bây giờ là vậy nhá, xã hội hiện đại. Một là lau toilet, hai là đi bán vé số, ba là đi phụ hồ, bốn là đi bắp cây, năm là đi xịt thuốc, vaccine, xi măng hoặc bắp cây, bắp gỗ, vân vân và vân vân. Đấy là những cái công việc cực khổ nhất dành cho những người làm biếng học hoặc những người vì rất nhiều lý do khác không học được. Đó, giải thích như vậy, chú giải thích cái video này như vậy. Đây là vừa tư vấn cho con về nhiều mặt, hy vọng là con sau này trưởng thành hơn, suy nghĩ lại và con nhớ là những lời mà đội hiệp sĩ của Thành Bình Dương các chú chia sẻ cho con. Nếu sau này con được may mắn lấy một người chồng tốt thì ok, mà lấy một người chồng sau này không có điều kiện, không có kinh tế thì chắc chắn là tận cùng của nỗi đau này, chắc chắn là con sẽ hiểu rồi nhá. Em cũng có góp ý gì hỏi cháu với cha là con ngồi đi học, muốn đi học lại nữa thì cha mẹ sẽ cho đi học lại, còn không thì đậu trụ trường lại đi, rồi cũng vô học lên lớp 9 cũng vẫn được. Nhưng mà cháu giờ cháu quyết định á là không chịu học nữa, muốn đi làm. Nhưng bây giờ thì em cũng đồng ý theo cháu, em cũng đang làm công việc ổn định, em nghỉ luôn, bây giờ là em đang thất nghiệp ở nhà, đi tìm việc cho cháu làm trước, cho cháu mà ổn định rồi em sẽ đi xin cho em. Dạ. Nhưng đây em cũng chân thành cảm ơn tất cả anh em trong hiệp sĩ rồi tìm cháu về giúp em, cũng xung hợp gia đình. Những chuyện em phiên á thì cháu không chịu làm á thì giờ cứ chịu theo cháu thôi. Nói chung là trời không chịu đất thì đất buộc lòng phải chịu trời. Cha mẹ nước mắt chảy xuôi không phải là chuyện ngược. Chỉ vì muốn tốt cho con. Tại vì phân tích cho con là con chưa đủ tuổi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là con học hết bằng lớp 9 đi, có bằng, có đi làm á cũng đỡ hơn. Bây giờ tuổi thì chưa đủ tuổi nè, đi làm đâu có được việc gì đâu. Bây giờ bằng lớp 9 bây giờ người ta không nhận, là nếu làm công ty người ta không nhận, là lai mai bằng công ty ít nhất là trung cấp trở lên, thậm chí đại học. Nhiều người học đại học ra còn không có việc, buộc lòng phải chấp nhận làm công nhân như những người mà không được học giống như mình. Chính vì lý do như vậy, bằng lớp 9 hay bằng lớp 12 lai mai không quyết định, có thể là sẽ không phải có việc. Bởi thời đại hiện đại lại sau này người ta hoạt động và lao động bằng robot. Đó, bây giờ tuổi con còn trẻ, mới 15, 16 tuổi, 5 năm sau là cái công nghệ hiện đại nó sẽ phát triển. Chính vì lý do như vậy, những người lao động bằng thực tế bằng chân tay là cái công việc không phù hợp mà người ta sẽ không tuyển, không nhận. Là có thể là cái con đường chết đói là chắc chắn là
bạn bè đi xe hơi nhà lầu, nhưng mà con thì không bao giờ mơ ước được. Con, chú khẳng định với con như vậy, chú không phải là nói là đây là chù con như vậy, nhưng mà đó là một hàng ngàn người, chỉ có một đến hai người rất may mắn là không được học hoặc học không đến nơi nhưng mà trở thành giàu có rồi, nhưng với điều kiện là phải tinh vi, phải nhạy bén trong xã hội. Còn với một người mà lầm lì mà có thể là cả ngày suy giảm không nói một câu thì không có cơ hội đó. Thực sự câu chuyện này chị chia sẻ là mới đây thì anh em hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương ấy, nghe câu chuyện của chị thực sự rất thương chị mà rất buồn cho con chị, vì nuôi đến bằng này rồi, từ khi mà mới sinh ra đúng không ạ, mang bầu 9 tháng 10 ngày sinh ra đến giờ phút này tính tiền của vào hao mòn công sức thì không có cái gì tính được, nhưng đến giờ phút này là con chống lạnh mà con có thể là không nghe lời cha mẹ. Đây là cũng rất may mắn là con chị chưa bị chúng lừa và bán vào trung tâm massage karaoke, thậm chí bán biên giới Trung Quốc hoặc bán ở Campuchia hoặc sang Thái Lan. Nếu bán ra các đất nước khác thì con chị không bao giờ có cơ hội trở về, đến khi lúc bây giờ giọt nước mắt đã muộn màng. Rất nhiều các gia đình, các trường hợp khác hiện nay đội hiệp sĩ là ghi nhận được, vì một số các thiếu nữ hoặc một số thanh niên không nghe lời cha mẹ, nghĩ rằng ra đời kiếm tiền dễ và đi muốn đi bao giờ muốn về về, cuối cùng đến giờ phút là bị bán sang bên kia Thái Lan, sang đó thì con gái thì làm gái, con trai thì là bắt hành hạ về đủ mặt, đến giờ phút này là thân tàn ma dại không bao giờ trở về. Đó là cái câu chuyện thực sự anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương chân tình giải bày cho chị cũng như cho các cô chú anh chị và các con, các tầm tuổi thanh thiếu niên đang có ý đây bỏ nhà trốn nhà đi làm việc khác hoặc bỏ học. Chị còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không? Dạ em muốn trước tiên chân thành đội hiệp sĩ giúp gia đình em tìm được cháu, xong đó, qua chương trình này á, cũng mong cho các anh á, giúp đỡ cho các trường hợp giống như em vậy á, để mà tìm được cháu về. Dưới bằng em muốn xin chân thành cảm ơn cộng đồng mạng với anh chị em tất cả cô chú trên đó đã tìm cháu về được sum họp với gia đình rồi, em cũng chân thành cảm ơn. Càng giúp cho mà ai mà thấy được video này á, để con mà có như vậy thì tìm cháu được sớm về sum họp với gia đình. Ở đây là các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương là từ trước đến giờ, không phải là bây giờ, mà không phải bây giờ mới thông báo nhận mà hỗ trợ tất cả về mặt, giúp đỡ tất cả các hoàn cảnh, các trường hợp vô điều kiện, không nhận bất kể một kinh phí gì. Bởi vì anh em đây không phải là làm mục đích chính là về tiền, mà làm để giúp người cũng giống như con chị đến giờ phút này quay trở về. Nếu bé tỉnh ngộ sau này bé có một cuộc đời tươi sáng, nhưng còn nếu bé không tỉnh ngộ được thì đó là cái số phận của bé, phải chấp nhận là vì bé không nghe lời cha mẹ hoặc không nghe những lời những người khác tư vấn. Câu chuyện của chị thì thực sự là nếu mà chia sẻ hồ sẻ đây không phải trách con chị, nhưng mà thực sự câu chuyện này nghe và nhìn các cô chú anh chị mọi người sẽ có cảm nhận được, nhìn con chị là biết rồi, nên vì vậy cho nên em không cần hỏi con chị nữa nha, bởi vì hỏi ra thì nó hơi bị khó nha, bởi vì một người hỏi ông nói gà bà nói vịt, thậm chí là hỏi ba câu con cũng trả lời một câu là anh em rất ức chế thôi. Thực sự là câu chuyện này cha sinh con mà trời sinh tính, không ai mong muốn mình sinh ra một người con mà một là không hoàn thiện, hai là không vâng lời, ba là làm biếm, đúng không ạ? Nhưng đây là do nhiều lý do khác nhau yếu tố, thôi thì mình phải chấp nhận ha, cố gắng ha. Bây giờ mình không ai mong muốn điều đó cả, không ai mong muốn là đem cái câu chuyện này lên mạng xã hội để gọi là làm gọi là bôi nhọ hoặc làm nhục chị. Bởi vì đây anh em mục đích chính là giúp người, không phải lên làm nhục người khác. Nhưng đây thực sự cái câu chuyện của chị là mới đầu tiếp xúc và tiếp nhận cái thông tin trước đây chị về nhờ anh em đội hiệp sĩ có thể dương khác, nhưng đến giờ phút này con chị về nó khác hoàn toàn. Chính vì lý do như vậy, không phải là bé thiếu nữ nào bỏ đi hoặc vì lý do nào đó mà là đều là hư hết hoặc đều là ngoan hết đó. Cho nên là nhiều trường hợp thì ở nhà thì rất ngoan, nhưng mà ra đường thì nó khác hoàn toàn, chỉ cần một tuần thôi. Hy vọng là nếu như bé gái nghe được cái lời chú công Trần chia sẻ thì có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau chú con nghe được cái điều này, con không tiếp thu được nhiều, con sẽ hiểu được một phần hoặc ghi nhớ được một điều nào đó nhỏ bé từ chú chia sẻ cho con. Ai lớn lên thì cũng có, trưởng thành cũng có vợ của con, đúng không ạ? Chê đà thì mang mỏng. Đó là xã hội bây giờ thì nó, đó là cái quy luật tự nhiên rồi nhá. Nếu không học được thì cái con đường mà trở thành một người gọi là ông chủ bà chủ hoặc trở thành một người mà có điều kiện kinh tế thì khó có thể xảy ra, rất khó. Đấy.
chú cũng đã từng trải qua rất nhiều các môi trường khác nhau rồi, trước đây cũng đã từng rất khổ, nhưng đến giờ phút này thì cũng còn khổ nhưng còn hơn nhiều người khác, nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn chú thì mình có như vậy là sống được rồi, đúng không ạ? Có sức đi giúp người khác, tiền bạc không nhiều nhưng mà cũng đủ xài. Đấy, vì lý do như vậy cho nên hôm nay thì con cũng 16 tuổi thôi, hy vọng là 10 năm sau con sẽ rút được ra những bài học, những cái kinh nghiệm cho mình. Câu chuyện này thực sự là cũng rất thương. Con có thể là con nói một vài điều lên cái video này để các chú có thể mẹ con hiểu được cái câu chuyện này không con? Không mà. Con gái, con tên là gì? Con nói lớn để giúp chú. Vừa rồi con đi đâu? Con đi qua nhà bà chị con. Con nói lớn này giúp chú, chú chưa nghe? Con đi qua nhà bà chị con. Con đi lâu chưa? Con đi một tuần. Khi con đi con có báo cho gia đình biết không? Tại sao con không báo? Tại vì con không muốn cha mẹ con biết. Lý do gì mà con không muốn cha mẹ con biết? Con giận cha mẹ con chuyện gì? Cuối video này chú thực sự là cái trong cái câu chuyện này tìm người thân và tìm con nha. Thực sự là chú không biết nói gì hơn trong cái câu chuyện này, chú không thể biết chia sẻ cái gì hơn. Vào trường cương vị mà con chú thì khác, con chú khác hoàn toàn, chú không tìm kiếm đâu nha. Chú khỏi tìm, bước chân đi cấm kỳ trở lại, không bao giờ cho cái con đường quay trở lại. Vì vậy trước khi bước đi là phải suy nghĩ, mà đã đi rồi khôn thì sống mà bóng thì phải chịu đó. Thôi chú chúc con, hy vọng là con sẽ có một tương lai vững chắc và sáng suốt hơn trong quyền lựa chọn của mình. Em chúc chị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì con chị có thể sẽ thay đổi ý định và nghe theo lời cha mẹ chị nhé. Rồi xin chào chị, xin chào các cô chú anh chị các bạn.